Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, mới đây, hãng dược AstraZeneca đã quyết định thu hồi vaccine trên toàn cầu sau khi ghi nhận một số trường hợp hiếm gặp nhưng nghiêm trọng về tác dụng phụ liên quan đến nguy cơ đông máu. Quyết định này thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, bởi ngay trước đó, AstraZeneca đã thừa nhận vaccine ngừa COVID-19 của hãng này có thể gây cục máu đông. Tuy nhiên, AstraZeneca khẳng định việc thu hồi vaccine phòng COVID-19 trên toàn cầu đơn thuần vì mục đích thương mại khi đã có nhiều dòng vaccine khác hữu hiệu hơn. Theo báo Telegraph, từ ngày 7 tháng 5, vaccine phòng COVID-19 do hãng dược AstraZeneca nghiên cứu và sản xuất sẽ không còn được sử dụng tại Liên minh châu Âu, EU. Việc này do AstraZeneca đã chủ động xin rút giấy phép kinh doanh loại vaccine này tại EU. Hãng dược của Anh và Thụy Điển trên cho biết đang thực hiện quy trình xin rút giấy phép tại các khu vực quốc gia còn lại trên toàn thế giới. Đại diện AstraZeneca khẳng định việc thu hồi toàn bộ loại vaccine trên thuần túy đến từ lý do thương mại. Hãng này cho rằng hiện đã có nhiều dòng vaccine khác hữu hiệu hơn, có khả năng phòng chống nhiều biến chủng COVID-19 mới hơn vaccine của mình. Do đó, nhu cầu của thị trường với vaccine của AstraZeneca đã không còn. Hiện hãng dược AstraZeneca cũng đã ngừng sản xuất và cung cấp loại vaccine phòng COVID-19 trên. Thông báo của công ty này nêu, chúng tôi đặc biệt tự hào vì vai trò của Vaxzevria, tên thương mại của loại vaccine, trong việc chấm dứt đại dịch COVID-19 toàn cầu. Với việc nhiều loại vaccine phòng COVID-19 mới đã được phát triển, nhu cầu dành cho Vaxzevria đã giảm, do đó loại vaccine này đã không còn được chúng tôi sản xuất hay cung cấp. Trên cơ sở đó, AstraZeneca quyết định rút giấy phép kinh doanh Vaxzevria khỏi châu Âu. Chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan quản lý và đối tác khác để tìm phương án kết thúc trang sử và sự đóng góp đáng kể đối với việc kết thúc đại dịch COVID-19 này. Động thái thu hồi vaccine của AstraZeneca diễn ra chỉ vài tháng sau khi hãng dược này thừa nhận loại vaccine trên có thể gây tác dụng phụ hiếm gặp, bao gồm tình trạng đông máu đi kèm hội chứng giảm tiểu cầu, TTS. Phía AstraZeneca nhấn mạnh, quyết định thu hồi không hề liên quan đến thông tin trên và chuyện hai vụ việc diễn ra gần nhau chỉ là sự trùng hợp đơn thuần. Nếu quý thính giả có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi. Quý thính giả đừng quên theo dõi podcast Báo Tuổi Trẻ để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.